Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với cái series các kiến thức âm nhạc cơ bản của kênh Demo Piano. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái bài đầu tiên trong chuỗi series của phần A với cái nội dung là các ký hiệu chép nhạc cơ bản. Ở trong các ký hiệu chép nhạc cơ bản thì các anh chị cần phải nhận diện được các ký hiệu sau. Thứ nhất là khuôn nhạc. Khuôn nhạc là một hệ thống gồm có 5 đường kẻ và có 4 khe. Thứ tự các đường kẻ và khe sẽ được tính từ dưới lên trên. Như thế đây sẽ là đường kẻ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Đây là khe số 1, số 2, số 3 và số 4. Ký hiệu thứ hai là các cái khóa nhạc. Ở trong piano sẽ sử dụng hai loại khóa nhạc chính. Thứ nhất là khóa son. Lý do được gọi là khóa son bởi khi ta vẽ thì cái đường kẻ đầu tiên mà chúng ta vẽ là sẽ là cái nét đầu tiên đi vẽ là sẽ đi qua đường kẻ số 2 như thế này. Hoặc là chúng ta có thể vẽ trực tiếp từ đường kẻ số 2, sau đó vẽ một đường vòng cung chạm lên dòng kẻ số 3 và chạm xuống dòng kẻ số 1 và vẽ cái phần còn lại của khóa son. Chính vì cái việc vẽ như thế sẽ để cho chúng ta xác định được vị trí của nốt son nằm ở trên đường kẻ số 2. Như thế khóa son sẽ bắt đầu hoặc cuộn qua từ đường kẻ số 2 và cái mục đích chính của nó là để chỉ vị trí của nốt son. Và nhờ có nốt son này thì chúng ta mới xác định được các cái nốt còn lại ở trên khóa son. Và ở thời điểm đầu tiên khi bắt đầu học piano thì khóa son sẽ chỉ dành cho tay phải chơi. Khóa nhạc thứ hai là khóa pha. Tương tự như khóa son để chỉ vị trí nốt son thì khóa pha cũng sẽ để chỉ vị trí của nốt pha. Các anh chị quan sát, khi chúng ta vẽ thì khóa pha sẽ bắt đầu được vẽ từ đường kẻ số 4. Đây là đường kẻ số 1, 2, 3 và 4 này. Chúng ta vẽ một đường vòng cung chạm lên đường kẻ số 1, à số 5 và kéo xuống giống như dấu hỏi chấm. Và có dấu hai chấm. Như thế cái nốt nhạc nằm ở đường kẻ số 4 sẽ được gọi là nốt pha. Và cũng nhờ có vị trí của nốt pha này mà chúng ta mới xác định được các cái nốt nhạc còn lại ở trên khóa pha. Và ở thời điểm ban đầu khi học mới học piano thì khóa pha sẽ chỉ dành cho tay trái chơi. Rồi, như thế là chúng ta nhớ cái đặc điểm này để có thể nhớ được hai cái vị trí nốt rất là quan trọng của khóa son cũng như là của khóa pha để sau này chúng ta có thể phục vụ cho cái việc nhìn nốt được nhanh hơn. Còn một loại khóa nữa mà tôi sẽ để ở đây để mang tính chất giới thiệu đó là khóa đô. Cái khóa đô này thì ở trong đàn piano sẽ không sử dụng mà sử dụng chủ yếu ở các loại nhạc cụ ví dụ như là violon. Thì khóa đô này các anh chị thấy này nó có một cái mũi tên nhọn này. Và đương nhiên là giống khóa son và khóa pha thì cái mũi tên nhọn này này nó chỉ vào đường kẻ nào thì đường kẻ đấy sẽ là vị trí của nốt đô. Như thế khóa đô sẽ có hai vị trí. Vị trí thứ nhất là nốt đô nằm ở đường kẻ số 3. Và vị trí thứ hai là nốt đô nằm ở cái đường kẻ số 4. Ở cái này thì chúng ta sẽ chỉ mở rộng thêm kiến thức thôi, chứ các anh chị cũng không cần quá là lưu ý cái phần khóa đô này đâu nhé. Các cái ký hiệu khác chúng ta cần phải nhận diện được là vạch nhịp, ô nhịp, vạch nhịp kép và vạch kết bài. Các anh chị quan sát vào ví dụ ở đây. Trong ví dụ này thì có cái phần lỗi đánh máy một chút xíu. Đáng ra là khóa son này sẽ đứng trước cái nhịp 4-4 này. Rất mong anh chị thông cảm. Chúng ta sẽ chỉ quan sát vào những cái ký hiệu mà chúng ta cần phải lưu ý ở trong cái ví dụ này thôi. Thứ nhất đó là vạch nhịp. Những cái đường thẳng như thế này, thẳng dọc như thế này được gọi là vạch nhịp. Và nếu có hai vạch thì chúng ta sẽ gọi đấy là vạch nhịp đôi hay còn gọi là vạch nhịp kép. Cái vạch nhịp đôi này chỉ xuất hiện khi mà muốn đánh dấu, tác giả muốn đánh dấu là đã kết thúc một cái đoạn để chuyển sang một cái đoạn mới thì người ta sẽ sử dụng cái vạch nhịp đôi hoặc vạch nhịp kép này. Còn nếu không thì họ vẫn có thể sử dụng riêng cái vạch nhịp đơn như thế này cũng được. Và giữa hai cái vạch nhịp này thì được gọi là một ô nhịp.
giữa hai vành nhịp này thì được gọi là một ô nhịp. Và khi kết thúc một bản nhạc thì họ sẽ sử dụng hai vạch, và cái vạch thứ hai thì sẽ đậm hơn cái vạch thứ nhất. Đó. Ký hiệu tiếp theo đó là dòng kẻ phụ. Khi năm các cái nốt nhạc của năm đường kẻ chính đã viết hết và họ muốn viết các cái nốt nhạc mà nằm ngoài năm cái đường kẻ chính này thì họ sẽ sử dụng những cái ký hiệu, những cái đường kẻ ngắn hơn, được gọi là các cái dòng kẻ phụ. Và dòng kẻ phụ này, cái thứ tự của nó sẽ được tính từ trong ra ngoài. Ví dụ như các cái đường kẻ phụ nằm trên đường kẻ số 5 này thì chúng ta sẽ tính đường kẻ gần nhất với đường kẻ số 5 này sẽ được gọi là đường kẻ số 1. Mở rộng hơn thêm ra là gọi là đường kẻ dòng kẻ phụ số 2. Mở rộng thêm ra nữa thì sẽ được gọi là dòng kẻ phụ số 3. Và ngược lại, các cái dòng kẻ phụ nằm dưới đường kẻ số 1 này, gần đường kẻ số 1 nhất thì được gọi là dòng kẻ phụ số 1, dòng kẻ phụ số 2 và dòng kẻ phụ số 3. Một bản nhạc bất kỳ khi muốn chơi cùng một lúc khóa son hoặc khóa pha thì họ sẽ phải sử dụng một cái ký hiệu gọi là dấu gộp, và tên quốc tế có tên là accolade. Thì các anh chị nhìn, đây chính là dấu gộp. Nếu giả sử các anh chị và các bạn quan sát một bản nhạc mà không có dấu gộp này thì chúng ta sẽ chơi chỉ riêng tay phải hoặc riêng tay trái. Khi có dấu gộp này thì chúng ta sẽ cùng chơi một lúc hai tay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát một ví dụ. Đây là một cái bản nhạc hoàn chỉnh, bài hát Jingle Bell rất là quen thuộc. Thì trong cái bản nhạc này các anh chị sẽ thấy này, đầu tiên là có dấu gộp giữa khóa son và khóa pha. Như thế hai cái phần này chúng ta sẽ tính là một, và chúng ta sẽ chơi cùng một lúc tay phải và tay trái ở những cái chỗ mà có cái nốt nhạc nó thẳng thẳng nhau như thế này. Rồi, như thế là có ba cái khuôn nhạc, đúng không ạ? Bao gồm cả khóa son và cả khóa pha. Rồi, tiếp tục. Đây là những cái vạch nhịp và phân chia ô nhịp. Thì chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau khi chúng ta đếm ô nhịp. Thì giữa hai vạch nhịp là một ô nhịp như thế thế. Chúng ta sẽ tính đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Như thế chúng ta có thể nói là bài này sẽ có 16 ô nhịp tất cả. Đó, và khi nào có hai cái vạch này thì điều đó có nghĩa là cái bài này đã kết thúc do có ký hiệu vạch kết bài. Còn nếu giả sử như anh chị thấy rằng là đến đây nó vẫn chỉ có một cái vạch nhịp như thế này thôi, có một vạch như thế này thôi, thì các anh chị sẽ hiểu là cái bài này nó sẽ vẫn còn ở một cái trang tiếp theo nữa hoặc nhiều trang sau nữa. Đó. Còn ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có vị trí của một nốt nhạc có sử dụng cái dòng kẻ phụ số 1. Đây là vị trí của nốt đô. Đó. Như thế trước khi nhìn vào một bản nhạc bất kỳ thì chúng ta sẽ phải nắm được những cái ký hiệu chép nhạc cơ bản đã xuất hiện trong cái bài đó. Và đấy là những kiến thức nằm ở trong cái bài giảng số 1 ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Nếu anh chị thấy video hay thì chúng ta có thể bấm like và subscribe để kênh có thể có nhiều người biết đến hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.